với cái chủ đề của ngày hôm nay, đó là cách phòng và trị cái bệnh trắng gan, chống ruột, mất tụy, nguyên nhân và cách phòng trị. Thì kính thưa quý bà con và các bạn, thì cái bệnh trắng gan mất tụy là hoại tử gan tụy cấp hiện nay là lại quay trở lại. Và quay trở lại thì bà con biết rằng đa phần khi mà chúng ta đã biết rằng đây là dịch bệnh do vi khuẩn thì chúng ta đa phần bà con là tìm đến kháng sinh, tìm đến hóa chất để diệt. Đó là cái điều đương nhiên. Và chính vì như thế thì cái rủi ro của chúng ta càng cao. Và theo tôi, theo cái lời khuyên của cá nhân tôi và cũng như thực tiễn của khu nuôi của chúng tôi hiện nay, như ở đây, đó là cách làm như thế nào. Ở ngoài ao chúng ta vẫn xử lý bằng hóa chất. Xử lý như thế nào đấy ngoài ao trước khi chúng ta đưa vào ao dẻo của chúng ta. Thì khi đã đưa đến vào ao dẻo của chúng ta qua cái hệ thống lọc lắng, xử lý tẩy trùng tất cả các thứ, nâng kiềm, nâng khoáng, đầy đủ các thứ. Sau đó là chúng ta không hề sử dụng đến một tí gọi là hóa chất hay kháng sinh nào nữa. Và lúc đó chúng ta sẽ dùng bằng cơ chế sinh học. Chúng ta phải nuôi cái bao block lên để làm sao cho con tôm có được cái thức ăn tự nhiên nó tốt là điều đầu tiên. Nhưng cái quan trọng nhất trong cái môi trường ao dèo đấy thì chúng ta phải có được một cái tập thể vi sinh vật đủ mạnh, tốt nhưng phải đủ mạnh. Thì như vậy lúc đó thì tôm của chúng ta nó mới vượt qua được cái đại dịch này. Và cái cách làm thì bà con cũng đã biết là như vậy. Là bây giờ trong trên thị trường, nếu bà con chúng ta mà đã chưa xài đến Trung Anh, chưa biết đến Trung Anh thì hãy đăng ký nhanh. Và như vậy chúng tôi sẽ cho một cái gói hỗ trợ, ví dụ như là từ giống cho đến thuốc trong 40 ngày bà con chẳng mất gì hết. Chỉ cần là đăng ký và làm tuân thủ đúng, chúng tôi sẽ cho cán bộ khoa học kỹ thuật tới tư vấn, chuyển giao. Và là trong 40 ngày lỡ có chết thì bà con không mất gì nha. Còn sau 40 ngày thì bà con chỉ trả lại có 50%. Nhưng đây là cái mô hình để làm truyền thông, chứ không phải là làm tất cả ai chúng tôi cũng làm như thế này. Cho nên hãy nhanh tay và hãy đăng ký thì chúng tôi sẽ hỗ trợ để cho những bà con đã chưa biết Trúc Anh nhưng chưa trải nghiệm các cái sản phẩm dịch vụ của Trúc Anh thì mời hãy đến, mời bà con hãy đến với Trúc Anh và hãy đăng ký nhanh với các cái cán bộ kỹ sư của trên thị trường. Thông qua cái website của công ty hoặc là vào YouTube Bác sĩ Tôm, bà con đăng ký và để lại địa chỉ, số điện thoại, chúng tôi sẽ cho cán bộ kỹ thuật, bộ phận chăm sóc khách hàng, bộ phận chăm sóc kỹ thuật sẽ liên hệ ngay với bà con để chúng ta làm gì đấy, để chúng ta giảm được cái rủi ro, để chúng ta cùng đi với nhau và chúng ta hãy trải nghiệm bằng chính cái sản phẩm để chúng ta tạo được cái niềm tin nó bền vững hơn. Và kính thưa bà con ấy, thì cái cách cái thứ hai mà là dẻo tôm, đúng không ạ? Bây giờ sau khi đã chết khỏi cái thoát cái là tôm mà trắng gan, chống ruột, mất tụy ở trên đấy, thì cái cách dẻo như thế nào để trong cái quá trình, trong cái mùa mưa này này, đặc biệt là khi bà con chúng ta đã dẻo từ 3.000 đến 5.000 con trên cái ao dẻo. Và như vậy đó là thường á là đến 14-15 ngày, tùy nha, 12 cho đến 18 ngày, tùy tốc độ tăng trưởng, tùy mật độ nha, bà con bắt đầu sang ra giai đoạn 2. Và trong giai đoạn 1 ấy, từ 12, từ ngày thứ nhất cho đến từ ngày thứ 18, dài nhất là 18 thôi, đừng có dài hơn. Vì càng dài hơn thì cái mật độ nó dày thì nó ăn nhau. Chúng ta khó kiểm soát môi trường hơn. Cho nên là chỉ đến và dưới 18 ngày thì bà con trong vòng 18 ngày đấy không có châm kích nước. Vì thường á là bà con chúng ta là trước khi muốn sang sang giai đoạn mới thì bà con chúng ta bắt đầu tẩy chùi và vệ sinh si phông, rồi bắt đầu cấp nước để cho quen với môi trường mới. Chính cái điều này nó sẽ gây cái rủi ro cho bà con cực kỳ lớn và là cái hiệu quả của chúng ta không cao. Chính vì như vậy tôi mong rằng bà con trong vòng 14 ngày đấy chúng ta hãy giữ nước lại, sử dụng vi sinh, sử dụng cái bộ dinh dưỡng mà bà con cần. Thì bắt đầu tí nữa tôi sẽ đi đến, tôi hướng dẫn chi tiết cho bà con nha. Ai có bà con cần quan tâm mà để cần tôi chỉ chi tiết đấy, bởi vì đây là chúng tôi là một doanh nghiệp khoa học, doanh nghiệp khoa học công nghệ, doanh nghiệp vừa sản xuất vừa nuôi, và những cái sản phẩm đã được trải nghiệm trước khi tới tay bà con. Cho nên những bà con mà muốn trải nghiệm cái sản phẩm đấy thì hãy đăng ký nhanh, và như vậy chúng tôi sẽ chỉ những cái cách mà chúng tôi đang làm ra và mời bà con chúng ta cùng đến. Điều đầu tiên là hôm nay là tôm
Được bao nhiêu ngày Liêm à? Hôm nay là được bao nhiêu ngày rồi? Hai mấy? Đây bà con sẽ cùng với tôi đến đây. Đây, đây là giai đoạn 2 nha bà con nhá. Đấy, bữa 14 ngày là chúng tôi san rồi. Và nay là được 21 ngày. Đó, đây. Ao này thì chúng tôi san ra. Đấy, vì chưa cho ăn máy, cho nên cho ăn tay. Cho nên là đây nó ăn hết sàng rồi. Và như vậy là chúng tôi san ra đây là ao 1.000, chúng tôi san ra là 150.000, 150.000 con. Đấy, quay sát cho bà con coi gan ruột đồ các thứ. Đấy, để bà con chúng ta có thể trải nghiệm nó. Đấy, nhìn đó, nó đều mà nó như thế này. Thì trong vòng 14 ngày, như cái khu nuôi của chúng tôi đây, trong vòng 14 ngày là chúng tôi không có câm châm kích nước. À, không có châm này, không có kích nước. Trước khi sang thì cũng chỉ là si phong bằng trên hố thôi. Đó, để đưa ra. Đấy, như vậy nước ở đây trôi. Thì như vậy đó là ta lại sang cái ao bên kia nữa cho bà con, cũng là một ao 150.000. Rồi sau đó là sẽ đến một ao 300.000. Thì chúng tôi ở đây là mỗi ao 1.000, như chúng tôi thả là lúc đầu là khoảng 690.000 đếm ấy nha, đếm từng con ấy. Và lúc sang ra thì chắc là nó còn khoảng hơn 90%. Đây bên này xuôi, sàng xuôi nè. Đó. Đấy. Đấy, cho bà con chúng ta coi trải nghiệm chỉ còn tôm cái. Thế là ao này là 300.000 này. Ao này là 300.000. Thì ao này là sắp tới là chúng tôi sẽ san ra tiếp một ao này nữa để cho bà con trải nghiệm những cái thực tế ở đây. Để tôm như thế này thì bà con đây, thấy không? Bà con thấy không? Mật độ hai ao nó khác nhau hẳn không? Một bên là 150, một bên là 300, nó khác nhau. Đấy, chuẩn bị là mấy ngày nó san nhỉ? Dạ. Mấy ngày nữa? À, qua tuần sau, khoảng thứ 5, thứ 6 đổ lại. Đâu có, phải san sớm à? Sớm nữa thì... san sớm thôi. Cái này mình sang đây được là... 6 ngày, 7 ngày. Ờ, thế là khoảng thứ 4, thứ 5 thì san được rồi. Là khoảng cho nó với vị mùa này, mùa mưa và độ mặn ở đây là đang là mấy phần ngàn? 9 phần ngàn. Đấy, bà con biết ở đây là ở ngoài ao lắng là không phần ngàn. Và bà con sẽ hỏi là tại sao ở đây là sẽ được 9 phần ngàn. Đó là chúng ta ở đây là thường xuyên dùng muối. Và đây để trải nghiệm các cái sản phẩm này bà con nha. Chúng ta bây giờ cái bệnh trắng gan, trắng gan này, mất ruột và mất tụy này. Đấy, bí quyết làm sao để mà chúng ta dèo cương dèo tôm và quản lý màu nước. Đây, đây, đấy, đây là cái bộ năm thần thánh. À, bộ năm thần thánh của chúng ta đấy. Đấy, ngâm này là mấy ngày rồi Liêm? Này được 2 ngày. Đó, đây bà con thấy không, chúng tôi chưa ngâm từng hồ một. Đó, đó, ngâm hết cái, tạt hết cái này. Thì cái liều dùng như thế này ở đây là gồm có là bộ năm thần thánh, thì gồm có hai loại vi sinh. Một là cái sản phẩm Tavonro, hai là Kyuvara, ba là ba cái sản phẩm mà là dinh dưỡng. Đấy, thì như vậy đó là bà con chúng ta ngâm trên 100 lít nước như thế này. Ngâm đó là 3 ngày. Sau khi 3 ngày thì mật độ vi khuẩn ở trong này nó sẽ lên đến là 10 mũ 8 trên gam nha. Và như vậy đó là chúng ta bảo ngày nào cũng đánh là đánh như thế nào. Thật ra một bộ như thế này tốn tiền có khoảng gần 2 triệu. Gần 2 triệu thì đối với cao dẻo ấy là bà con ngày nào cũng sử dụng. Nhưng mà là thường là lâu nay đó là 3 ngày sử dụng một lần. Thật ra là bây giờ là bà con ngày nào cũng xài. Bà con sợ chi phí không? Có sợ đúng không? Nhưng không phải, nó cực kỳ rẻ. Khi bà con đã ngâm được lên như thế này, bà con tạt xuống ngày nào một bộ như thế này là 3 ngày chúng ta nếu như đánh một lần đổ ào xuống ao thì là 3 ngày chúng ta làm một lần. Làm như thế không hiệu quả. Nhá, không hiệu quả đâu. Bà con ngâm như thế này, sau rồi chúng ta chỉ chia ra cho 3 ngày. Bà con nhá, chia ra cho 3 ngày. Chia ra cho 3 ngày và trong mỗi một ngày thì bà con chia là 4 cử cho tôi. Tạt móng nó ra. Tức là chúng ta chỉ cung cấp từ từ. Chúng ta chỉ cung cấp từ từ cái vi sinh vật xuống. Thì có con chết đi thì lại có cái con mới đưa xuống. Thì như vậy trong cái mật độ, trong cái nước của ao nuôi của chúng ta, lúc nào là cái mật độ vi khuẩn mà có lợi nó vẫn cao. À, nó đủ để áp chế, nó đủ để phân hủy và áp chế. À, để phân hủy được các sắc thải tàn, phức ăn tôm, phân thừa, rồi là họ áp chế, nó kháng
tiêu diệt các cái vi khuẩn gây hại khác. Chính vì như thế thì chúng ta là giảm được cái vấn đề là rủi ro. Và đây là cái này về giá thành thì nó cũng không có nhiều. Mà bà con biết rằng á, mà hôm nay trong cái buổi livestream bà con mà mua đã quen mua cái bộ 1 kg rồi thì sẽ có thì mua nguyên cái bộ này thì nó có cái thùng. Nhưng một số bà con farm lớn ấy, nuôi lớn thì bà con mua cái xô 3 kg thì lại không có cái xô này. Nếu như ai trong ngày hôm nay nhân viên thị trường anh em đang chăm sóc nhé, có theo dõi nghe là cái livestream này, nếu trong ngày nay ai bà con mà mua cái bộ thì nên tặng cái thêm cái xô này cho bà con. Đầu vụ thả tôm thì chúng ta ngâm vi sinh, nhưng cuối vụ thu tôm xong thì chúng ta ngâm bia. Nấy đây là chúng ta ngâm được 3 thùng đấy. 3 thùng để chúng ta là thoải mái bà con có thể nhiều. Và kính thưa bà con, quay lại cái chủ đề chính đó là bệnh trắng gan chống ruột mất tụy trong 4 ngày. Người ta nói là một số anh em có công ty giống này, công ty giống kia, rồi công ty nào bây giờ cũng chết hết. Có không công ty nào mà thoát cả, bởi vì cái đại dịch nó từ trên trời rớt xuống. Cho nên ấy, là cái vấn đề này là bình thường, bởi vì trong môi trường những con gà, con heo ở trên bờ nó bị bệnh mà chúng ta chích, bắt lên chích tắm cho từng con mà nó còn lăn ra chết, uống gì ở dưới nước. Cho nên cái vấn đề mà nuôi được con tôm thành công là cả một cái chuỗi, những cái chuỗi vừa về khoa học kỹ thuật nhưng mà cái yếu tố may mắn nó vẫn chiếm một phần. Chung quy cho lại, ở ngoài chúng ta chứ xử lý gì đó thì xử lý, nhưng vào trong ao đừng bao giờ đụng đến kháng sinh hóa chất, bởi vì thật ra nó rất thông minh, các cái chủng vi khuẩn nó rất thông minh, nó kháng thuốc đại đa các cái loại kháng sinh trên thị trường rồi. Cho nên chúng ta càng sử dụng kháng sinh thì cái rủi ro chúng ta càng cao. Cho nên để giảm được cái rủi ro, mà một số câu hỏi hỏi trên là YouTube nha, bà con bảo hỏi tôi là nếu xài vi sinh như thế thì cái tỷ lệ thành công nó bao nhiêu, tỷ lệ thành công được bao nhiêu. Kính thưa bà con, bởi vì trên đấy bà con hỏi như xong bà con lại ao ra, khi tôi trả lời thì không thấy ai trả lời lại. Cho nên sẵn đây thì tôi trả lời luôn trên cho Facebook, tỷ lệ nó rất cao. Chị, nếu như theo đúng cái hướng dẫn, cái quy trình của chúng tôi thì nó lớn hơn 90%. Cho nên hãy tự tin, và nếu như chưa có niềm tin thì hãy dành cho mình một ao nha, và hãy liên hệ ngay với Trúc Anh để Trúc Anh là trải để bà con có thời gian để trải nghiệm được trên cái sản phẩm dịch vụ. Thì lúc đó chúng ta bắt đầu chúng ta phải tính tới cái sự hợp tác nó lâu dài. Và kính thưa bà con ấy, thì cái vi khuẩn Virofaramicus này thì bà con biết rằng là nó lây lan và nó gây chết nhanh hơn cả đốm trắng. Đó bà con thấy nó là vi khuẩn, thế nhưng mà bà con biết rằng nó gây cực kỳ hại. Cho nên hãy chúng ta hãy bình tĩnh, chúng ta xử lý ao lọc lắng ở bên ngoài ao, nâng kiềm, nâng khoáng, cung cấp tất cả các vi khoáng, cung cấp vi sinh vật cho ao nuôi đó cho nó đủ để cho nó kháng chế, nó áp chế, nó cạnh tranh một cách tự nhiên, nó êm dịu thì cái rủi ro nó đỡ hơn và nó bền vững hơn.